Kính thưa quý vị, đây là chương trình phân tích thời sự trong tuần, chuyên phân tích những vấn đề chính của Hoa Kỳ và Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Phụ trách gồm có nhà báo Vy Anh, cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa và cựu quân nhân Trần Duy Biên, Master Toán Hoa Kỳ. Đề tài hôm nay, thưa quý vị, anh em chúng tôi phân tích về cái Đại hội Đảng Cộng Hòa 2020 cho công bình. Bởi vì trước đây thì anh em chúng tôi đã phân tích cái đại hội đảng của dân chủ, bây giờ về lý lẽ công bình phải phân tích đại hội đảng cộng hòa. Cái đề tài hôm nay thưa dạy anh em chúng tôi đi thẳng vào phân tích. Kính thưa quý vị, đại hội đảng cộng hòa đề cử ứng cử viên tổng thống khai mạc ngày 24 tháng 8 tại Charlotte, Bắc California. Carolina, xin lỗi. Dân mình ở California cứ nhớ nó hoài phải không anh? Hoa Kỳ, đại hội chính thức đề cử tổng thống mãn nhiệm kỳ. Một là ông Donald Trump, 74 tuổi, ra tranh cử tổng thống nhiệm kỳ 2. Nhưng có trong cái số tham dự thì có khoảng 300 đại biểu của 50 tiểu bang, tức là mỗi tiểu bang này đề cử 6 đại biểu. Như vậy 50 tức là tiểu bang là 300 đại biểu, đại biện đại diện cho 50 tiểu bang nước Mỹ đến họp. Đại hội diễn ra từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 27 tháng 8. Thông tấn xã Pháp AFP cho hay tổ chức năm nay có phần khác với các năm vì tình hình đại dịch. Một số giới chức chánh quyền Cộng hòa, Tổng thống Trump và phu nhân Tổng thống Trump và 4 người con đầu sẽ lần lượt phát biểu trực tuyến từ tòa Bạch Ốc và ở đại hội Charlotteville. Phát biểu vào ngày cuối của đại hội sẽ là cô con gái cả Ivanka, cố vấn tòa Bạch Ốc cùng chồng, ông Jared Kushner, cũng là một cố vấn cao cấp của Tổng thống Mỹ. So với đại hội của đảng Cộng hòa khác nhiều, thưa quý vị. Đại hội chưa nói nội dung mà chỉ nói hình thức. Đại hội đảng Cộng hòa tổ chức ở trên gọi là không gian ảo, tức là internet chứ không phải là không gian thực, tức là có người ở dưới nói chuyện, người ta thấy hợp chung lại, khác cái đó. Cái thứ hai nữa đó, thưa quý vị, là một cái khác nữa, ông tổng thống Trump ông dự đại hội qua truyền hình, ông tuyên bố việc này việc kia ở tại tòa Bạch Ốc chứ không có đi lại Charlottesville. Trước đó thì ông có lại ông xem xét tình hình coi như thế nào, nhưng mà có lẽ vì cái việc khó khăn của khẩn cấp của đất nước quốc gia đại sự nên ông ở tại tòa Bạch Ốc ông dự đại hội. Dù đó là vẫn là một cái hình thức, thưa quý vị, tham dự đại hội ở không gian thực. Thì người ta nhận xét như thế này: khác với thông lệ, nguyên thủ Mỹ cũng phát biểu từ tòa Bạch Ốc trước kết thúc đại hội. Ngày 27 tháng 8 từ tòa Bạch Ốc, tức là phủ tổng thống Louis, thưa quý vị, ông Donald Trump qua cầu truyền hình đã chính thức chấp nhận việc đảng Cộng hòa đề cử ông là ứng cử viên tổng thống trong ngày cuối cùng của đại hội. Đây là lần đầu tiên một tổng thống đương nhiệm từ tòa Bạch Ốc tuyên bố chấp nhận tái ứng cử. Ông Trump cũng tranh cử cơ hội nhắc nhở cử tri phải bầu cho ông, nếu không đất nước Hoa Kỳ này sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn. Ông Trump giống giạc tuyên bố như thế đó. Ông Trump còn nói tiếp, ông cho rằng đây là một cuộc bầu cử rất quan trọng của trong lịch sử của Hoa Kỳ. Và có thể quý vị có thể chọn một trong hai nước, chọn tức là cái cách và điều hành nước Mỹ. Ông cho rằng nước Mỹ của ông là một đất nước trật tự và luật pháp đối lập, với bên kia là một nước Mỹ hỗn loạn của Đảng Dân Chủ rơi vào tay của ông Joe Biden, 77 tuổi. Ông cho rằng ông Joe Biden chỉ là một con rối của phe cực tả. Ông nói Biden là một con ngựa thành troa của chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội đây có ý nghĩa là chủ nghĩa cộng sản. Cộng sản, vâng. Yeah. Biden là một người yếu đuối. Ông ta nhận lệnh của phe tả khuynh dối trá đưa các thành phố của họ vào một sự tàn phá trong lúc họ vẫn sống cách xa nơi bị tàn phá.
và đôi khi ông ta có muốn, đôi khi tôi, và trong khi tôi hỏi ông, tức là ông Trump, ông hỏi ông Biden là ông có cắt cái ngân khoản của cảnh sát không, thì ông trả lời rằng ông, đây là ông Biden. Vâng, ông Biden. Ông Biden trả lời rằng là chắc chắn là cắt. Như vậy là nếu ông đắc cử cái ngành cảnh sát, thưa chứ quý anh, chắc eo gọt đó. Dẹp luôn. Yeah. Ngày thứ gì trong đại hội của Đảng Cộng Hòa hôm 25 tháng 8 tập trung đề cao những thành tích của Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu. Đệ nhất phu nhân Melania kêu gọi cử tri ủng hộ Donald Trump thêm 4 năm nữa. À, bà nói ông ấy không phải là một chính trị gia như những người khác. Và bà đã nhấn mạnh đến việc Tổng thống Trump xem việc bảo vệ đất nước và ưu tiên là ưu tiên hàng đầu. Bảo vệ đất nước là ưu tiên lần đầu. Ai cũng biết người lãnh đạo quốc gia nào theo cái cũng phải là những cái người bảo quốc an dân là cái nhiệm vụ hàng đầu. Thì ông này, vợ, người vợ nói là Tổng thống Trump xem bảo vệ đất nước là ưu tiên hàng đầu. Đúng bài bản. Bà nhận xét Donald Trump muốn bảo đảm an ninh cho gia đình của các bạn. Ông không muốn gì khác hơn là ngoài sự thịnh vượng. Ông tiếp theo đó thì ông Pompeo là bộ ngoại trưởng, ông đang là công du ở chỗ Cận Đông. Và ông cũng phá lệ là tham dự qua đài truyền hình từ Jerusalem ngày 27. Ngày thứ ba của đại hội, Phó Tổng thống Mike Pence đã diễn tả chính trong đêm thứ ba của đại hội toàn quốc Đảng Cộng Hòa. Các diễn giả đều ca ngợi Tổng thống Trump là luôn luôn hậu thuẫn các vị anh hùng, gồm nhân viên thi hành công lực, quân đội và đội ngũ các nhân viên y tế, hầu hết đồng thanh quy cho đối thủ Joe Biden là thuộc cánh tả cực đoan và bày tỏ chính quyền phải quyết tâm ra sức vãn hồi luật pháp và trật tự bất chấp sự chống đối của cái lãnh đạo địa phương. Hỏi vậy cho phụ nữ có ủng hộ ông hay không? Thì người ta thấy hai người phụ nữ có thể nổi danh đã từng hoạt động trong chính quyền. Là cố vấn Kellyanne Conway và phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc. Hai người này có thể đi sát tổng thống, thì họ nhận định là ông Tổng thống Trump là một cái người hết sức là được Mỹ ủng hộ, và ông cũng rất là ủng hộ phụ nữ. Eric Trump là con trai của Tổng thống cũng đưa ra hình ảnh một người cha. Họ nói Eric Trump là con trai của Tổng thống, thì nói ông Trump là hình ảnh của một người cha tận tụy bảo vệ người dân Mỹ. Còn em gái là Tiffany đã ca ngợi cha mình. Mỗi thành viên trong gia đình đều chỉ trích cách thức báo chí nói về Tổng thống, và qua đó chỉ để khẳng định mạnh mẽ rằng ông Donald Trump không phải là người như truyền thông mô tả. Ở chỗ này chúng ta phải mở dấu ngoặc một chút. Truyền thông cũng có người tốt, người xấu. Cái truyền thông mô tả ông Trump xấu là truyền thông kêu bằng khuynh tả, phải không anh? Vâng. Có nhiều người nói dùng cái chữ xưa người Việt của chúng ta, tôi xin mở gọi là truyền thông thổ tả, thưa anh, nhưng mà tôi không dám xài chữ đó. Ok. Còn báo Lezeco của Pháp thì phân tích thế mạnh của chủ nhân tòa Bạch Ốc và nhược điểm của đối thủ Joe Biden. Thông tín viên của báo thường trú ở Mỹ tường thuật đại hội Đảng Cộng Hòa cuối cùng diễn ra một phần có công chúng và một phần qua video. Đây là một cơ hội để Tổng thống Donald Trump trở lại những yếu tố cơ bản và một lần nữa đưa vào một cuộc tranh luận chủ đề di dân nhập cư. Mỗi đêm kể từ 22 giờ chương trình vận động tranh cử bắt đầu với trọng tâm đả phá lập luận của phe dân chủ, gọi Donald Trump là một mối đe dọa của nền dân chủ. Chủ nhân tòa Bạch Ốc bất chấp nguy hiểm corona đã gia tăng lấn chiếm địa hình, đích thân đến tận các bang then chốt và nhấn mạnh đến những chủ đề mà cử tri bình dân ưu tiên. Trong đó có hồ sơ di dân nhập cư. Donald Trump cũng sẽ tự khen là nhờ ông mà hiện tượng du lịch sinh nở chấm dứt, không còn chuyện lợi dụng kẽ hở luật pháp Mỹ ôm bầu qua Mỹ để sinh con để ở lại. Tôi xin phép trở lại một chút. Nãy giờ nó sao hai ông Biên với ông Vy Anh này cứ
nói mà không thấy nói cái nội các của ông Trump cảm nghĩ như thế nào, chỉ thấy là ông phó tổng thống thì khen. Thì thưa quý vị anh em, chúng tôi có sưu khảo thêm, đại hội đảng Cộng hòa lần này có sự tham gia của nhiều diễn giả người Mỹ gốc Phi, trong đó có thượng nghị sĩ da đen là ông Tim Scott. Mục tiêu là thu hút một bộ phận cử tri người da đen để thu hút công chúng. Ông Trump hy vọng một kỳ đại hội rất lạc quan, vui vẻ sẽ cho phép mở cơ ra cơ hội giành chiến thắng bất ngờ như trong cuộc bầu cử năm 2016. Nhưng mà đặc biệt trong đại hội đảng Cộng hòa này không có một người nào nhắc tới ông George Floyd, không hề được nhắc tới tên đó. Thưa quý vị, bây giờ thì anh bạn tôi chúng tôi rất là kỹ lưỡng, có dùng sử dụng cái nhận định của tờ báo Lysico, là một cái tờ báo chuyên về kinh tế ở Pháp, và có rất nhiều thông tin viên ở tại Hoa Kỳ này nhận định phần đầu. Chúng tôi xin phép lưu ý cái nhận định của Lysico phần kế tiếp. Theo báo Lysico, chiến thuật của ông Trump là rất có hiệu quả, khác với đại hội đảng Dân Chủ tập trung tấn công vào ông Donald Trump. Không, đại hội Dân Chủ không đưa ra một chữ nào về sách lược, về bảo quốc an dân, mà tập trung từ ông lớn tới ông nhỏ, từ ông Obama tới bà Obama, tập trung tấn công Donald Trump. Thưa dưới quý, chỗ này thì anh em chúng tôi có nhận thấy như thế này: đây là chúng ta bầu cử ra một ông tổng thống, thì ông tổng thống đó phải cho dân biết sẽ làm cái gì, ích nước lợi dân như thế nào, ngoại giao như thế nào, quân sự như thế nào. Người cử tri mà kỹ lưỡng, chính trực, luôn luôn bỏ thăm, không phải bỏ thăm cho cái ông tổng thống mặt dài hay mặt tròn, mà bỏ thăm cho cái quốc sách của ông đó. Bởi vì cái nhiệm vụ lãnh đạo quốc gia trên thế giới theo thuyết của ông Jean-Jacques Rousseau gọi là contrat social, thưa với quý vị, tức là cái khế ước xã hội, thì cái người lãnh đạo quốc gia có cái nhiệm vụ phải tường trình cho dân mình sẽ làm cái gì, thì dân mới trả lại bằng cách ủng hộ hay không. Chứ dân chúng Hoa Kỳ, thứ nhất là người có nhiều kinh nghiệm, họ người ta bỏ thăm không phải bỏ thăm cho cá nhân, xin lưu ý vậy, mà bỏ thăm cho cái đường lối, là cái chánh đường lối, là cái chánh, cũng như đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ thành lập cả trăm năm rồi. Thưa với quý vị, biết bao nhiêu ông chủ tịch mà thưa cái đường lối, bây giờ người ta nói nghe nói Cộng hòa là người ta nghĩ tới đường lối, nghe nói Dân chủ ta nghĩ tới đường lối, chứ còn bên đảng Dân chủ tập trung đánh cái ông Donald Trump mà không nói làm cái gì. Thì thưa với quý vị, cá nhân chúng tôi không có theo đảng phái nào, là cử tri không tuyên bố đảng, chúng tôi bỏ thăm theo cái đường lối, cái sách lược của người ra ứng cử tổng thống, chứ chúng tôi không bỏ thăm ông A, ông B, mặt tròn hay mặt dài. Thành ra người ta thấy cái chuyện đại hội của đảng Cộng hòa, tổng thống Trump và những người phó tổng thống đưa ra cái sách lược hẳn hoi mà anh em chúng tôi vừa trình bày hồi nãy. Đại hội Cộng hòa giới thiệu những trường hợp cụ thể, không phải đưa lên những cái người đảng viên cao cấp, những nhân vật cao cấp của đảng mình, mà phải đưa lên những trường hợp cụ thể, những con người cụ thể nhờ các biện pháp của chính quyền Trump mà đổi đời, cũng như kỳ vọng vào tổng thống Trump. Ít nhất phải đưa lên cái chuyện vậy cho người ta thấy ông này có hứa, có làm hay không, hay là hứa lèo. Và bên đại hội Cộng hòa đưa lên những trường hợp cụ thể nhờ biện pháp của chính quyền Trump mà đổi đời, những cái người cụ thể này anh em chúng tôi sẽ phân tích sau. Báo Lysico kết luận nhận xét Donald Trump sẽ sử dụng vũ khí sở trường là tấn công cá nhân, chiến thuật
đã được thi hành vào năm 2016. Tổng thống Trump xoáy vào tuổi tác của ông Biden như là một nhược điểm, cũng không có tài hùng biện gây hứng thú như ông Barack Obama. Trong khi đó, Donald Trump cho dù thế này hay thế khác, đây là nhận xét của báo Politico của Pháp. Ông Donald Trump cho dù thế này hay thế khác, nhưng lúc nào cũng chứng tỏ là một nhà lãnh đạo hành pháp có uy thế, nhất đối với Trung Cộng và toàn cầu hóa. Công thức một vị tổng thống bình thường của ông Joe Biden, thưa quý vị, theo Politico nhận xét thì không bao giờ là một công thức ăn khách. Còn cái uy thế của tổng thống Trump, chúng ta thấy, thứ nhất, bây giờ đã gây như Trung Cộng lớn mạnh như vậy, hay là Liên Âu, nghe có chỉ khi có một cái tweet ở của tổng thống Trump thì họ dúi mũi vô, họ coi cái chuyện gì sẽ xảy ra, tức là có như Trung Cộng trước cái tweet đó thì lên ruột. Dạ thưa, còn ở Liên Âu thì không hỏi coi làm cái gì có ảnh hưởng mình hay không. Nếu mà tổng thống Hoa Kỳ không có thế lực, không có uy thế thì các nước, thưa quý vị, coi như nơ ba. Thí dụ, một cái thí dụ rõ rệt là khi ông tổng thống Obama đi qua Quảng Châu, hội nghị kinh tế, Trung Cộng nó coi thường đến mức nó không cho xuống cái thang, không trải thảm đỏ, không cho xuống cái thang cuốn, bởi vì thang cuốn là thuộc của nhà cầm quyền Trung Cộng, đến đổi ổng phải tội nghiệp. Ổng cao con lớn tướng lắm mà ổng phải chung cái cửa sau, đi cái cửa của máy bay xuống, và xuống ổng phải đi khép nép bên bờ vùng sự dơ dài, thưa quý vị, vì không có thảm đỏ. Còn bà cố vấn chính trị cho đi theo ổng và báo chí đi theo, thì cái người thằng cha căng chú kiết an ninh nào của Trung Cộng đó, thưa quý vị, nó la lên, đây là đất nước của Trung Quốc, các ông phải nghe chúng tôi, thưa quý vị. Nó muốn sai luôn ông tổng thống Obama. Một cái điều đó thấy rất là đau, với tư cách là một người sống ở đất Mỹ và công dân Mỹ, chúng ta thấy rất là đau. Đó là cái đại hội anh em chúng tôi sưu khảo trình cùng quý vị. Đây là có những cái chi tiết, thưa quý vị, bên bờ đại hội anh em chúng tôi xin ghi ra để là rộng đường dư luận, thưa anh. Vâng, có một số chi tiết mà đã đưa đến sự thành công của đại hội Đảng Cộng Hòa. Người ta cho rằng thứ nhất đó là các đại biểu Charlotte được kiểm tra thân nhiệt, tức là trước khi mà vào đó thì người ta cũng sẽ kiểm tra xem là nhiệt độ được bao nhiêu, rồi là thường xuyên và xét nghiệm COVID-19 hàng ngày. Tất cả đều được yêu cầu xét nghiệm trước khi rời tiểu bang họ, và trong suốt đại hội họ mang máy để có thể theo dõi tiếp xúc. Danh sách những diễn giả ngày thứ Năm ngày 27 tháng 8 trước bài diễn văn chấp nhận đề cử của ông Trump gồm có Bộ trưởng Gia cư Ben Carson, lãnh đạo khối đa số và Thượng viện Mitch McConnell, lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại viện là Kevin McCarthy, Thượng nghị sĩ Tom Cotton và cô Ivanka Trump, người con gái của ông Trump, đồng thời là cố vấn Tòa Bạch Ốc. Một câu hỏi được đặt ra, liệu Joe Biden có đủ cân sức với Tổng thống Donald Trump xuất chiêu hay không? Thì khác với Đại hội Đảng Dân Chủ tập trung tấn công vào Donald Trump, Đại hội Đảng Cộng Hòa giới thiệu những trường hợp cụ thể, những con người cụ thể, nhờ các biện pháp của chính quyền Trump mà đổi đời và những kỳ vọng mà Tổng thống Trump trong 4 năm tới. Trong một cuộc phỏng vấn của đài Fox News, Tổng thống Donald Trump như để hâm nóng lại công luận tuyên bố là nhiều vụ việc tai tiếng sẽ được tiết lộ trong bài phân tích ba ẩn số trong một cuộc bầu cử. Tại Mỹ, ông Joe Biden được cho rằng dẫn đầu từ 4 đến 10%. Thực sự mà nói, chúng tôi theo dõi mà chúng tôi thấy những cái dẫn đầu này đó, do một những cái thăm dò mà
những cái cơ quan thăm dò có nhiều khi không nói ra, hay là nói ra thì những cái cơ quan thăm dò đó toàn là pro pro Biden không, pro dân chủ không. Thì tại Mỹ, đây là cái nhận xét của cái tờ báo của mà anh em chúng tôi nói hồi nãy đó là Legico. Tại Mỹ, Joe Biden được cho rằng dẫn đầu từ 4 đến 10%, nhưng đó chỉ là nhiệt độ toàn cảnh. Ai đoán được tâm lý của những cử tri ngày đi bầu ở các bang mà tỷ lệ hai bên ngang ngửa, những cái nơi đó mà chúng ta gọi là các tiểu bang bản lề hay là tiểu bang chiến địa, họ ít dân nhưng mà họ không bỏ ngang ngửa, nghĩa là khi bỏ giày khi bỏ khác. Còn như California đó, thưa quý vị, nói đông dân như vậy nhưng mà dân chủ cộng hòa không có bao giờ đưa tiền xuống để giúp cho cái cuộc bầu cử nhiều, vận động cho bầu cử. Tại sao? Ai cũng biết New York và California một phần sẽ bỏ cho ông dân chủ, ông Biden. Chỉ có cái thời, đặc biệt là cái thời ông Reagan, là một cái người cộng hòa thuần túy, xuất thân thưa quý vị từ một cái người diễn viên hát bóng bậc trung thôi, ông đắc cử vô thống đốc rồi đắc cử luôn tổng thống, ông thắng ở tại California luôn. Nên những cái tiểu bang kêu bằng 6 cái tiểu bang gọi là bản lề, tôi dùng ngư chữ bản lề hay là giọt nước tràn đắc cử, 6 tiểu bang đó, ai mà biết được sẽ bỏ cho ai, ai mà biết được, chưa biết. Một ẩn số khác là trong bối cảnh đại dịch cử tri đi bầu thế nào, đa số người nghèo ủng hộ dân chủ bầu qua bưu điện. Không biết anh sao chứ tôi nghèo, tôi cứ bỏ qua bưu điện, absentee ballot hay là mail-in ballot. Nhưng nếu tỷ lệ vắng mặt cao thì không thể kết cốt, thì kết quả sẽ khác đi. Những người đi đó, những người mà dân chủ. Đó là chưa kể tuổi tác của Joe Biden cũng là một cái nhược điểm. Dân chúng họ suy nghĩ kỹ lắm thưa quý vị, cũng không có tài hùng biện gây hứng thú như ông Barack Obama. Trong khi ông Donald Trump cho dù nay thế này mai thế khác, nhưng lúc nào cũng chứng tỏ là một nhà lãnh đạo hành pháp có uy thế, nhất là đối với Trung Cộng và toàn cầu á. Công thức một vị tổng thống bình thường của ông Joe Biden không bao giờ là một công thức ăn khách Lezico long trọng kết luận như thế đó, thưa anh. Với những người bảo thủ thì hình như hình tượng của tổng thống doanh nhân Donald Trump vững như bàn thạch. Trước đại dịch Covid-19, nhiều cử tri vẫn tiếp tục ca ngợi tài làm kinh tế của ông Trump và không đổ lỗi cho ông vì những thiệt hại đại dịch đã gây ra. Các dữ liệu thăm dò và phỏng vấn với cử tri, các nhà phân tích chính trị cho rằng Tổng thống Trump đang được đánh giá làm kinh tế tốt hơn những người tiền nhiệm như Barack Obama, Bush con và Clinton. Tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump bắt đầu chuyển biến tích cực sau khi ông vượt qua Quốc hội Mỹ và ký một sắc lệnh hành pháp cấp tiền trợ cấp cho dân. Kết quả thăm dò của Hill Harris X công bố ngày 24 tháng 8 cho thấy 68% ủng hộ hành động của Tổng thống, 32% còn lại phản đối và cho rằng đây là một sự lạm quyền. Mặc dù vậy, vẫn giống như những nhiều cuộc khảo sát khác, chỉ có 43% cử tri tán thành cách xử lý đại dịch của chính quyền đương nhiệm. Nhiều cử tri trong số đó ca ngợi khả năng quản lý kinh tế của ông Trump trước khi đại dịch xảy ra và không đổ lỗi cho ông về những thiệt hại mà nó đã gây ra. Trong các cuộc phỏng vấn, một số cử tri đã trích dẫn mức tăng kỷ lục của thị trường chứng khoán như bằng chứng về sự phục hồi dưới thời Tổng thống Trump. Báo New York Times đã lý giải như thế. Còn nói về thất nghiệp, bây giờ thất nghiệp do cái đại dịch virus này thưa quý vị là hàng cả chục triệu trở lên. Thì New York Times mà nhận thấy nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất là người da màu Latin, vốn có xu hướng nghiêng về đảng Dân Chủ, thất nghiệp nhiều.
Một cuộc thăm dò của CBS News công bố ngày 24 tháng 8 cho thấy ông Trump vẫn giành được sự ủng hộ của cử tri Cộng hòa bất chấp bối cảnh đại dịch. Ủng hộ là ủng hộ đảng Cộng hòa, họ nói vậy. 75% cử tri Cộng hòa nhận xét nước Mỹ đã tốt hơn nhiều và hiện tại so với cách đây 4 năm. Gần 70% người Cộng hòa đánh giá nền kinh tế quốc gia tốt và cách giải quyết đại dịch đang tiến triển tốt đẹp. 57% nói rằng con số hơn 180.000 người Mỹ chết vì Covid là có thể chấp nhận được. Là có thể chấp nhận được. Hãng tin Bloomberg bình luận rằng trong khi ứng cử viên dân chủ Joe Biden luôn luôn dẫn trước ông Trump trong các cuộc thăm dò toàn quốc, cuộc khảo sát của CBS News cho thấy rằng những người Cộng hòa vẫn chấp nhận chính quyền hiện tại và sẵn sàng đi bỏ phiếu cho ông Trump. Anh, vấn đề trong vụ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cảnh báo Đại hội Đảng về gian lận bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo các thành viên Đảng Cộng hòa của ông rằng đối thủ của họ có thể đánh cắp trong bầu cử tháng 11. Họ đang sử dụng Covid để lừa đảo người dân Mỹ, ông Trump nói với các đại biểu trong ngày đầu tiên của Đại hội Đảng ở Cộng hòa ở Bắc Carolina. Ông Trump lặp lại tuyên bố gây nhiều tranh cãi của mình rằng các lá phiếu gửi qua thư có thể dẫn đến gian lận. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy hiện ông có vẻ đang đứng sau ông Biden. Đó là cuộc thăm dò của một số những cái đài mà coi như là thân ông Biden. AR Reuters đưa tin trong một đoạn video được đăng tải ngày 24 tháng 8, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton kêu gọi ứng viên Đảng Dân Chủ Joe Biden không thừa nhận kết quả và có thể sử dụng hành động pháp. Chỗ này cho tôi mở chút chiếu mặt nha. Đối thủ Donald Trump. Yeah, vâng. Chắc bà biết, bà thấy, bà này kinh nghiệm lâu mà. Yeah. Bà thấy chắc ông Trump thắng. Nên bà khuyến cáo, dạy khôn ông Biden là đừng có thừa nhận để có thể thừa gửi, sau cùng sẽ thắng. Có lẽ bà tiên đoán là ông Trump thắng. Thưa anh, tiếp tục đi. Báo Le Monde của Pháp phân tích 43% cử tri nòng cốt của Tổng thống Trump tin tưởng ông vì thứ nhất, khoảng 40% cử tri Cộng hòa là những người ủng hộ Tổng thống Trump vô điều kiện, không chấp nhận tranh luận, có chỉ trích bất cứ những gì Tổng thống Trump làm. Tổng thống Trump tuyên bố cho dù mâu thuẫn, cho dù không thật đều không quan trọng. Giả thuyết thứ hai là thành phần cử tri nòng cốt này tôn sùng Donald Trump như một chiến sĩ quả cảm, người hùng của phe ta chống phe địch, từ Obama phản trắc, Clinton tham ô, Biden ngủ gật, thiên tả vô thần da đen, di dân da màu sẵn sàng lấn chiếm khu da trắng. Giả thuyết thứ ba là thái độ lạc quan tự mãn của Donald Trump lại có tác dụng. Nào là siêu vi sắp biến mất, kinh tế hồi sinh, trường học mở cửa lại nhờ tinh thần phá chấp, thái độ kiên trì và trực giác của Tổng thống mà tại Mỹ đã có 177.000 nạn nhân thay vì hàng triệu như dự báo. Nhưng mới đây CDC cho biết số người chết vì dịch Vũ Hán chỉ có 6%, tức là vào trên dưới 10.000 người. Tổng thống Trump đánh vào bưu điện, cắt ngân sách bưu điện để làm khó cử tri đảng Dân Chủ. Phần đông là dân da màu có thói quen đi bầu qua bưu điện vì không thích xếp hàng hàng giờ trước phòng bỏ phiếu trong bối cảnh đại dịch. Với ngân sách eo hẹp, chắc chắn là một phần lớn nhiều phiếu bầu không được kiểm đúng thời hạn do ủy ban bầu cử mỗi bang đề ra. Tình trạng hỗn loạn này có thể cho phép ông Donald Trump lật ngược thế cờ tại các bang mà cử tri hai bên có tỷ lệ tương đồng, tức là từ nãy giờ anh em chúng tôi nói những cái tiểu bang bản lề chiến địa đó. Cùng một số nhận định, Donald Trump viết câu chuyện chống dịch để nhận công lao. Figaro cũng có ý kiến, tờ báo Figaro là thưa với quý vị tờ báo nhất hay nhì của bên Pháp.
Lee Figuero cho cuộc bầu cử 2020 mang hương vị của 2016. Joe Biden hôm nay chiếm thượng phong cũng như 4 năm trước đây, không ai tin Hillary có thể đánh bại, có Hillary có thể bị đánh bại trừ Donald Trump. Trong khi đó, ông Trump làm mọi cách để chinh phục cử tri, bình dân, da trắng, thì Joe Biden không làm gì để thuyết phục công nhân da trắng bỏ Donald Trump. Chủ nhân Nhà Trắng có thể nhờ vào thành phần cử tri này để ngồi lại thêm một nhiệm kỳ nữa. Thưa quý vị, đó là cái phần phân tích anh em chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi tới giờ phút này.